Xin chào các bạn thính giả Zing Radio, sổ tay cảm xúc. Tôi là Hàm Lê Trương. Đứng trên con đường nắng nhạt, em cúi đầu, anh quay đi mau. Chỉ một phút nữa thôi, khi bước chân anh đi khỏi tầm mắt này, thì mọi thứ đã thật sự kết thúc. Em vẫn tự hỏi lòng mình hàng ngàn lần, liệu chia tay có phải là một món quà không mong muốn sau những ngày yêu thương chan chứa? Liệu hạnh phúc có phải thật sự vẫn chưa từng một lần rời bỏ em mà đi? Khi nghe đến tận giờ phút này, trái tim vẫn còn đập nhanh từng nhịp thổn thức dành cho anh. Trong tình yêu này, chỉ có anh là thay đổi. Chỉ có anh là sẽ không còn ghé qua nhà em mỗi sớm mai để cùng đi học. Sẽ không còn tiếng nói vọng lại đằng sau khi em mãi mê nhìn những chiếc đá rơi sau lưng anh. Còn em vẫn giữ hoài những kỷ niệm đó như hơi thở, như một phần máu thịt của mình, như em vẫn yêu. Cát trắng còn đâu dấu chân người, biển phong chiều buông một tiếng cười, dòng nước mắt khóc cho tình tôi. Lối em về tình yêu xưa còn xanh thắm hôm nào, vẫn âm thầm cùng thời gian hằng mong có nhau. Như ta có nhau bao yêu thương, tay trong tay từng nụ cười. Như ta có nhau bao mê say, vui thanh xuân thật tuyệt vời. Thế ta cách xa anh nơi đâu, bao ưu tư từng ngày qua. Cô đơn nhịp đêm không tình anh muốn xa, như em vẫn yêu đôi môi xinh khi xưa trao lời hẹn thề. Chia tay anh quay lưng đoạn đường về, dấy trong giấc mơ em lang thang nghe cô đơn gọi tên anh. Em mơ tình yêu xưa mãi mãi huy hoàng. Cách xa em nơi đâu bao ưu tư từng ngày qua, cô đơn nhìn đêm không tình em muốn.
xa. Nhưng em vẫn yêu đôi môi xinh khi sẽ trao lời hẹn thề. Nhưng em vẫn yêu khi chia tay anh quay lưng đoạn đường về. Say trong giấc mơ em lang thang nghe cô đơn gọi tên anh. Em mơ tình yêu xưa mãi mãi. Anh thích em thì sao? Cô dửng dưng đáp. Thì anh muốn cho em biết điều đó. Và anh muốn em đừng coi anh như một người bạn nữa. Anh muốn một mối quan hệ hơn thế này. Đó là điều anh muốn. Còn em thì chưa. Cô cười nhẹ. Em nghĩ mối quan hệ nào cũng cần thời gian. Và anh nên xem đó có phải là cảm xúc nhất thời thoáng qua hay không. Vì những thứ giống như tình yêu thì rất nhiều. Em cũng cần thời gian cho mình xem em có chút gì với anh không. Biết đâu đến lúc em thấy em thích anh lại không còn gì với em thì sao? Anh nhìn cô, mỉm cười không nói được lời nào. Cốc cà phê sữa sao đắng ngắt. Đó là cách cô cho chàng trai tiếp theo ao ra khỏi một mối quan hệ không rõ ràng. Cơn mưa rào cuối hạ ập tới. Trời mưa trắng xóa, từng giọt mưa táp thẳng vào mặt kính của quán. Cứ như lời trách mắng của mấy chàng cô cho ao một cách nhanh chóng khi nói lời yêu. Cái suy nghĩ liên tưởng khiến cô bật cười. Vì cơn mưa bất chợt mà quán đông khách hơn. Và cô nhận ra cô là người duy nhất ngồi một mình trong quán với một đống sách vở tài liệu lộn xộn. Từng đôi cười nói, ôm ấp tự sướng thủ thị tâm tình. Như một thiên đường cho những người yêu nhau vậy. Giữa khung cảnh này chắc chắn bạn sẽ cô đơn lắm chứ. Đúng thế, cô thấy cô đơn thật sự. Mặc dù chính cô làm cho bản thân như vậy. Cô chưa yêu chính xác hơn là chưa thật sự yêu. Mối tình từ học sinh với cô như là chuyện con nít nhớ lại cho vui. Và từ đó đến nay chưa có thêm mối tình nào. Nhiều chàng trai đến và đi cũng nhanh. Cô cũng tiếc nuối vài người. Nhưng với phép thử cho nhau thời gian thì chưa có anh chàng nào vượt qua. Cô thuộc tiếp sống thực tế. Cô không tin vào yêu nhau mãi mãi, mà chỉ tin vào ngày hôm nay yêu nhau chân thành là đủ. Và có lẽ vì thế nên chưa anh chàng nào dám bước tới và chấp nhận trò chơi tình yêu với cô. Bạn bè cô ai cũng bảo đừng kén quá không ế đó. Nào đâu cô có kén, mà thật sự chưa có ai làm cô rung động. Mà cũng có khi do cô quá lạnh. Lạnh đến mức chả ai dám mang lửa đến để băng tan. Thời gian với cô là thước đo chuẩn cho tình yêu. Có nhiều cảm xúc ngỡ là yêu rồi, nhưng chỉ vài ngày sau lại thấy là chỉ thoáng qua mà thôi. Và cũng có nhiều cảm xúc giống như là yêu, nhưng rồi đến lúc nhận ra có cũng được mà không cũng chẳng sao. Còn nếu mà đó là tình cảm thật sự thì dù như thế nào nó vẫn vẹn nguyên trong tim. Cô rất trân trọng tình cảm người khác dành cho mình. Thế nên cô không muốn dối tình cảm. Không muốn kiểu cứ yêu đi cho có người bên cạnh để đỡ trống vắng. Cô đơn. Cô không muốn một chàng trai sau một cuộc tình đau khổ vì bị lừa dối, mà phải là càng tôn trọng cô gái đó hơn. Đó là cách ứng xử của cô trong tình yêu. Cô luôn sợ làm tổn thương người khác, nên thà làm người ta buồn trước khi có tình cảm sâu đậm, còn hơn là hằn một vết sẹo vào lòng, vì sẹo dù có thể xóa thế nào vẫn còn lại dấu vết. Roma được quán bật lên làm dịu lại cái không khí lao sao ồn ả. Cô nhớ tới anh, chàng trai cô gọi là Mưa, người mà cô nghĩ rằng sẽ là mối tình thời thanh xuân thật sự của mình. Nhưng cũng là phép thử thời gian đó mà anh đã rời xa cô. Anh là người đầu tiên khiến cô khuất phục, chứ không phải là người khuất phục cô như nhiều chàng trai khác. Mỗi khi mưa, cô nhớ tới anh, tới người làm cho cô nhiều tiếc nuối hơn. Dù đã một năm trôi qua, đã có lúc cô tự dụ mình có đánh mất đi quá nhiều cơ hội
khi dùng phép thử đó không? Nhưng rồi lại cười khẩy và cho qua những suy nghĩ dẫn dơ như vậy. Xin lỗi, chỗ này còn trống chứ? Cô im lặng, môi cắn chặt, tay run run. Trong quán hết chỗ rồi, anh có thể ngồi đây không? Chàng trai vừa nói vừa cười, tay kéo chiếc ghế và ngồi xuống. Cô cũng kịp lấy lại tinh thần, mỉm cười nhẹ nhàng. Em tưởng Hà Nội lớn lắm cơ, vậy mà chúng ta vẫn vô tình gặp nhau ở đây, cũng lâu quá rồi. Hà Nội thực sự rất lớn, và cũng đã 1 năm 3 tháng rồi chúng ta không gặp nhau. Cuộc gặp gỡ này cũng không phải vô tình. Anh đã chờ khoảng 2 tiếng đồng hồ, cho đến lúc thấy em rời mắt khỏi đống xác dở vô này. Và nói, chàng trai vừa nhấp một hớp cappuccino nóng, thơm mùi sữa tươi. Anh chờ em để... Cô ngập ngừng. Để trả lời cho em biết rằng tình cảm của anh có phải là thoáng qua hay không. Hơn 1 năm qua, anh nhận ra những điều em nói là đúng. Thời gian đã giúp anh tự trả lời cho chính mình rằng anh nhớ em đến thế nào. Anh khó chịu ra sao khi thấy em hẹn hò với những người khác tại quán này. Và nói tóm lại là anh chỉ muốn nói anh thật sự yêu em. Cô cầm cốc latte của mình lên, uống hết một hơi, nhìn anh cười và hỏi, vậy sau 1 năm 3 tháng, anh có còn muốn biết câu trả lời của em không? Trời vẫn mưa, bản nhạc của Jiruma vẫn du dương trong quán. Vậy là quán cà phê này không còn ai ngồi một mình nữa rồi. Ký tên Nhọn Gió. Ngồi nhớ đến kỷ niệm với bao nhiêu hy vọng, tình yêu cũng chia lìa giấc mơ mình có nhau. Buổi đêm anh sao khuya lẻ loi buồn trong vắng, mỗi mình tôi. Ngày đó phút giây mình nói mai ta vĩnh biệt, để em bước sang ngang với bao nỗi buồn. Chỉ biết nắm đôi tay tiễn em đi mãi mãi, tiễn em trong nỗi tiếc thương. Trái tim ta không gần nhau, ngàn nỗi nhớ mong đắm chìm trong gió mùa. Người có biết chăng tôi ước ao quay ngược thời gian để thấy rằng một thời. Và đến lúc giấc mơ đã không như mong đợi, giờ đây bao hy vọng đã tan trôi mây mù. Hạnh phúc quá mong manh, có em tình say đắm, mãi xa nhau, mãi mất nhau. Chìm trong gió mùa.
hết đi hơn ghen một thời. Vừa đến lúc giấc mơ đã không như mong đợi, giờ đây bao hy vọng đã tan trôi mây mù. Hạnh phúc quá mong manh có em tình say đắm, mãi xa nhau, mãi mất nhau. Mãi xa nhau, mãi mất nhau. Câu chuyện dễ thương vừa rồi là một bài viết của bạn Nhọn Gió, cộng tác viên của sổ tay cảm xúc. Tôi rất tự hào vì đã tìm thấy những người bạn cộng tác tuyệt vời với rất nhiều những bài tản văn hay và sâu sắc để gửi đến các bạn. Tôi đang ước ao là sẽ có một cuốn sách tuyển tập sổ tay cảm xúc do chính tay tôi biên tập đó. Wow, nhớ cho Tân tham gia với nha. Nhưng chủ đề ngày hôm nay là Như Em Vẫn Yêu. Có phải ý của chương trình là một người chia tay một người mà vẫn còn tình cảm đúng không? Chủ đề thì là vậy, nhưng nói rộng ra hơn thì sẽ thấy nó có cùng tâm trạng với rất nhiều người. Ví dụ như là những mối tình câm lặng chưa thốt nên lời, những người đã tự mình chia tay vì hạnh phúc của người còn lại dù rất yêu. Hoặc như thân nói đó, những người vẫn còn yêu thương người yêu cũ. Quả thực có thể gặp nhau, yêu nhau và đi cùng nhau là một đặc ân to lớn của cuộc đời. Như cô bạn Blue đã email về cho chúng tôi: đây là cảm xúc tôi, nó kìm nén bấy lâu nay và tôi quyết định để gào thét nó một lần. Xin bạn giấu tên tôi nhé, cứ gọi tôi là Blue. Màu xanh của hy vọng cũng là màu buồn ảm đạm khi người ta tuyệt vọng. Gửi người tôi yêu, mà không phải người thương cũng không hẳn. Nó là gì giữa lưng chừng hai cái giới hạn đó, và tôi sắp đi xa, để phải bắt đầu rất khó khăn với thứ không khí không có anh ngự trị. Anh à, khi đi đến quyết định này, anh là người duy nhất làm em phải suy nghĩ và đắn đo nhiều nhất. Chúng ta đã gắn bó với nhau gần hơn 3 năm trời, cùng nhau đón 3 cái Tết hương vị khác nhau. Nó dài thì nó chưa đủ dài so với đời người, nhưng nó không ngắn để tạo nên một thói quen lặp đi lặp lại. Em ghét con số lẻ, nhưng em buộc phải chấp nhận mình là người thứ ba khi anh đã có một gia đình trọn vẹn, một người vợ hiền và một đứa bé gái xinh xắn sắp chào đời. Chúng ta đến với nhau bằng thứ cảm xúc cuồng nhiệt, bằng những tản mạn lê la cà phê, những lúc ngồi gần nhau nghe những bài hát xưa trong không gian cũ kỹ của quán, bằng những sở thích cũng giống giống nhau và những sự hiểu nhau âm thầm mà một nửa kia của chúng ta không có được. Anh chưa bao giờ thốt ra rằng anh yêu em cả. Thay vào đó anh sẽ nói chúng ta nên dừng lại. Nó sẽ tốt cho một nửa yêu thương còn lại và em. Anh nói cảm xúc phải được cảm nhận và anh chỉ thích em thôi. Em nuốt nước mắt gửa vào tim. Em ghen những lúc anh hướng về người đó, nhưng em buộc phải chấp nhận vì đó là sự thật. Em không thể mãi đâm mình vào bụi bận gai để trái tim cứ ứa ra máu. Em giấu nỗi nhớ vào căn phòng chật chội và khóa trái cửa, mặc cho nó rên ầm ĩ và căn phòng ra vì căn phòng quá nhỏ bé. Đối diện anh hàng ngày cũng là một cực hình với em, nhưng nó cũng rất ngọt ngào, anh biết không? Để mai này khi em ra đi, hàng ngày khi bước lên trên căn phòng và bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh đầu tiên, để tới giờ cơm trưa anh sẽ tranh thủ về đèo em đi ăn trưa. Những lúc công việc va chạm em xù lông với anh, nhưng rồi cũng ngoan như một con mèo òa khóc tức tưởi. Tất cả sẽ ra đi theo em. Rồi ngày mai anh và em sẽ đeo một nụ cười lên mặt như chưa bao giờ có ngày hôm qua. Dù là những ảo tưởng, đôi chút mạnh dũng của hạnh phúc cũng làm em mỉm cười. Dù đó chưa thực sự là dành cho em, còn bọ ngõ đó chưa trọn vẹn. Và có bao giờ anh tự hỏi rằng anh dành gì và em thích gì, muốn gì và em có gì chưa? Em chênh chênh. Có những cơn mưa sẽ không bao giờ tạnh, có những thương sẽ không bao giờ quên được, có những góc tối mà không ai chạm đến được, có những thứ trước mắt người ta dở dụng nhưng vẫn để nó dở để dành cho một kết thúc đẹp hơn.
Chọn niềm tin em đã trao anh thật nhiều, mà giờ đây nhận lấy những nỗi đau vô bờ. Để lại đây mình em bơ vơ trong căn phòng, gục đầu vào nỗi nhớ. Rồi bao nhiêu buồn vui khi xưa quay trở lại, làm lòng em tê tái, nỗi đau thêm dài. Giờ anh đang ở đâu em cô đơn nơi này, vẫn mong chờ ai. Từng dòng người đi về trên phố, biết bao đôi nhân tình dịu nhau dưới mưa. Chỉ một mình em đứng trong lẻ loi, tìm lại hơi ấm ký ức hôm nào. Cầm một vòng tay kề bên em, siết em trong đêm lạnh cho giấc ngủ say. Trong căn phòng gục đầu vào nỗi nhớ. Rồi bao nhiêu buồn vui khi xưa quay trở lại, làm lòng em tê tái, nỗi đau thêm dài. Giờ anh đang ở đâu em bơ vơ nơi này, vẫn mong chờ anh. Từng dòng người đi về trên phố, trong đêm lạnh cho giấc ngủ say. Chỉ một lần thôi hãy ôm chặt em, chỉ một lần cuối mãi mãi không còn bên nhau. Làm lòng em tê tái, nỗi đau thêm dài. Giờ anh đang ở đâu em cô đơn nơi này, vẫn mong chờ anh. Từng dòng người đi về trên phố, biết bao đôi nhân tình dịu nhau dưới mưa. Chỉ một mình em đứng trong đợi chờ, tìm bao ký ức hôm nay. Cần một vòng tay anh kề bên em, siết em trong đêm lạnh cho giấc ngủ say. Chỉ một lần thôi hãy ôm chặt em, chỉ một lần cuối mãi mãi không còn bên xưa đang bị mờ nhạt dần theo tháng năm. Nó bây giờ vẫn cười nhiều, nhưng trong nụ cười có chút vô hồn và bất cần. Trước mặt nó có biết bao kẻ vây quanh, nhưng khi nhắm mắt lại vẫn không một ai có thể len lỏi vào tận sâu trong đáy lòng nó. Nó luôn tự hỏi với chính bản thân rằng liệu rồi đây ai có thể mang lại cảm giác bình yên đến cho nó, ai có thể chở che, ai có thể lưu lại thật sâu thẳm trong con tim đang dở òa này. Ai có thể lấp đầy hết những khoảng trống? Người đó có thể sẽ xuất hiện ở tương lai, hoặc sẽ không còn tồn tại nữa. Ừ, thì nó chấp nhận đánh đổi, đánh cược với cuộc đời này, đánh cược với những thứ không hoặc sẽ thuộc về nó.
một cánh môi vừa chốn tôi. Có một cõi lòng tan vỡ, cánh hoa anh đào chợt khóc trong đêm nào, rớt rơi từng cánh rơi chơi vơi. Đêm lạc bước tìm chốn đây ta về, mang nợ tình chưa yêu bối rối đêm dài. Trách một đời mất nhau và trách nơi bắt đầu, qua cuộc đời tranh vênh chờ nắng lên. Chợt thấy màu nắng lay mình vẫn đây, chợt mất một thiên đường ta mất, hoài phí cho một đời, đánh mất cho một đời. Môi chưa cạn khô sao lòng đắng. Có một loài hoa chẳng phải ước vọng cao vời rồi đánh mất. Đánh mất hay không còn, cố giữ hay không cần, tiếc cho em hoài phi thân dã tràng. Sẽ mãi như hoa đào hay hoa mai thấm màu, mà sao em hoài phi phận dã tràng. Jimmy Kay đã viết thư cho anh. Khi em quyết định viết những dòng này thì một phần nào đó trong em đã quyết định từ bỏ, quyết định bước sang một hướng khác không anh? Anh à, mình gặp nhau đã quá trễ, thế nên em không thể cùng anh bước tiếp đoạn đường còn lại, không thể chen chân vào ngôi nhà vốn chỉ đủ cho anh và chị ấy, thế nên em buông tay nhé. Đừng trách em anh à, khi chọn cho mình quyết định này thì đối với em cũng không dễ dàng đâu anh. Còn gì đau đớn hơn khi rời xa người em yêu, khi con tim cả hai vẫn còn chung nhịp đập, nhưng chị ấy cần anh hơn em, những đứa trẻ cần anh hơn em. Nếu không có anh, em vẫn là em, vẫn sống, vẫn yêu, vẫn cười nói mỗi ngày, có chăng chỉ là trái tim đã rạn vỡ ít nhiều. Nhưng có vết thương nào là mãi mãi? Rồi cảm xúc của em sẽ bình yên khi vô tình ai đó nhắc tên anh. Rồi một ngày nào đó tình yêu khác sẽ đến, em sẽ đưa anh về với miền ký ức xa xăm, sẽ gọi anh là phút lạc nhịp của những yêu thương nông nổi. Còn chị ấy, nếu không có anh chắc chắn chị ấy sẽ ngã khuỵ, chắc chắn sẽ không thể đứng dậy khi điểm tựa vững chắc nhất lại rời đi. Rồi những đứa trẻ ấy, chúng sẽ sống ra sao khi lớn lên với cái mặc cảm rằng vợ của ba chúng không phải là mẹ của chúng? Còn gia đình và bạn bè của anh và của em nữa, em sẽ là ai trong mắt họ? Không, em không muốn phải chịu những điều đó. Không muốn chịu những chuỗi ngày dài của em sau này phải nhận lấy sự khinh ghét của xã hội. Em không muốn đâu anh. Ta đã sai khi bước vào đời nhau và lưu vết lại nơi ấy quá nhiều. Những hờn giận, yêu thương, cái xoa đầu nhẹ nhẹ, bờ vai rộng, bàn tay to và ấm, tất cả chúng em sẽ nhớ, nhớ hết, nhớ về một phút xao động, phút nông nổi của tuổi trẻ, nhớ về một người con gái, về một gia đình nhỏ, về một hồi ức của một quá khứ, nhưng không làm em trai trước cho hiện tại. Hạnh phúc anh nhé, bình yên tôi nhé.
Lá thư được gửi từ Xuân Nguyên 1509@gmail.com. Chúng ta lao vào nhau khi anh còn chưa thoát khỏi những ám ảnh của một mối tình đổ vỡ, còn em thì đang loay hoay với những buồn chui lẫn lộn cùng một người đến trước anh. Khi yêu, chúng ta bỏ qua tất cả, tìm đến nhau như những con chim lạc bầy, tìm nơi trú ngụ, để rồi những bão táp ngoài kia trở nên yên ắng. Anh tìm lại được chút hy vọng và niềm tin tình yêu nơi em, còn em thì lại muốn tung cánh trở về với bầu trời rộng lớn kia, nơi em cho là bình yên thật sự. Anh cuối cùng cũng chỉ là kẻ đến sau bất lực, làm sao kéo em ra khỏi khi tình yêu trong em quá lớn. Anh cuối cùng cũng phải âm thầm chấp nhận mình chẳng phải là nơi để em thuộc về. Anh cuối cùng cũng phải nuốt nước mắt, cười tiễn chân em về bên người ấy, nơi em thuộc về. Anh cuối cùng không là người cuối cùng của em. Cuộc sống là vậy, ai trong đời rồi cũng sẽ phải ít nhất một lần học cách chấp nhận. Dù sự thật có cay nghiệt đến đâu thì nó vẫn cứ là sự thật. Thế thôi. Thúy An Stellaris Silver @gmail.com. Cậu biết đấy, tôi yêu cậu. Đã một lần tôi nói với cậu như thế, nhưng cậu biết thì vẫn là biết thế thôi. Tình cảm mà đâu phải cứ yêu là đáp lại được. Tôi biết, tôi hiểu, nhưng lại không thể ngăn mình đừng yêu cậu nữa. Từ cái ngày đó, ngày mà hình ảnh cậu hiện diện trong mắt tôi đã hứa là không thể tiếp tục tình cảm này, nhưng rồi tôi thất hứa. Tôi lại hứa rồi lại thất hứa, cứ thế đằng đẵng 4 năm trời. Số ít người biết chuyện đều cho tôi là ngu ngốc. Ừ thì ngốc nên mới đeo mang mãi mà không tìm được điểm dừng. Nhiều lúc lại thấy bế tắc cho hàng loạt câu hỏi vì sao. Vì sao là cậu mà không phải ai khác? Vì sao không thể buông hay không muốn buông? Vì sao lại là cô ấy mà không phải là tôi? Vì sao? 4 năm, tôi vẫn ở đó suốt 4 năm, phía sau và cố giữ khoảng cách an toàn với cậu. Bởi tôi không hề muốn tình cảm mà tôi trân quý này lại là gánh nặng, phiền toái với cậu. Và giờ tôi vẫn thế như trước nay đã từng, không chối bỏ, không trốn tránh. Cậu cứ vô tâm của cậu và tôi cứ hữu tình của tôi. Và tôi cũng đang chờ, dù một ngày nữa thành một nguyên hay chờ để mất luôn một nửa, tôi không biết. Lại một đêm nữa trôi qua, một đêm lang thang phố quen, mà sao có đâu ai hay, em chưa một bàn tay ai, chỉ mong con tim thôi đau, vượt lên sau bao hố sâu, để dù những nỗi đau kia ngủ sâu một đêm. Và ước chi chưa từng yêu anh bao ngày qua, ước chi đôi ta đừng lạc nhịp trái tim một người đã buông tay một người khóc. Đêm tôi nhè đi nước mắt rơi. Bài tập xóa hết nụ cười anh, xóa hết hơi thở anh, thì cầm bên tay em mỗi ngày. Xóa đi dần anh trong con tim em, không ngọt ngào bởi lời nói, giờ còn lại chỉ là vấn vương. Bóng anh cuối đường đi không anh đỡ nắng, nụ cười dài thật mong manh, bật khóc nói em nhớ anh thật nhiều. Phải xóa làm sao khi con tim đã mang vết thương khô lạnh. Xóa hết hơi thở anh, thì tan bên tai em mỗi ngày.
xóa đi dần nắng trong con tim anh, cùng ngọt ngào bờ lời nói, giờ còn lại chỉ là vấn vương bóng anh. Cuối đường đi không anh để lại nụ cười dài thật mong manh, bật khóc nói em nhớ anh thật nhiều, phải xóa làm sao, làm sao khi con tim đã mang vết thương gò là. Phải tập xóa hết, xóa hết nụ cười anh, xóa hết, xóa hết hơi thở anh, thì thầm bên tai em mỗi ngày, xóa đi dần anh trong con tim em, cùng ngọt ngào bởi lời nói, giờ còn lại chỉ là vấn vương bóng anh. Cuối đường đi không anh bên em, nụ cười giờ thật mong manh, bật khóc nói em nhớ anh thật nhiều, phải xóa làm sao, làm sao khi con tim đã mang vết thương khô lạnh. Phải xóa làm sao, làm sao khi đây con tim năm, đã mang khi vết anh và em đang là sinh viên năm thứ nhất, em đã thích anh vì điều gì thì em không biết, nhưng tình cảm đơn phương ấy cứ ngày một lớn lên, lớn đến nỗi em không thể kiểm soát nên đã tỏ tình cho anh, và em bị anh từ chối. Tại vì sao? Muôn ngàn lần em tự hỏi câu ấy. Anh nói em là người con gái tốt, anh nói em sẽ tìm được một người tốt với em và yêu em, nhưng người đó không phải là anh. Lúc ấy em đã nói với anh rằng em chấp nhận, mình vẫn là bạn nhé. Em thực hành theo lời nói ấy, nhận lời yêu của một người không phải là anh. Một ngày nọ, em chợt nghĩ ra một ý như thế này: lập cho em một cái Facebook lạ, kết bạn với anh, mình làm quen và nói chuyện với hai người mới quen. Giờ thì em đã hối hận vì hành động ấy của mình. Em và anh đã mắc vào một cái gọi là ảo mà thật, thật mà ảo. Lúc đầu anh cũng nghi ngờ cô gái anh đang nói chuyện là em, nhưng anh lại nói sau khi nói chuyện nhiều, anh nghĩ anh nhầm. Ừ thì anh nhầm, còn em thì ích kỷ nên cứ mãi nuôi dài cái mộng tưởng rằng mình đang được yêu nhau. Ừ thì anh không nhận ra, nên khi ở trên lớp em đã thấy anh cười rạng rỡ. Vì điều gì thì chỉ có mình em biết. Em chia tay người yêu của em, em không muốn lừa dối người đó. Em từ chối những cơ hội đến với mình, chỉ đổi lại những đêm đợi anh đi làm thêm về online cho mình nói chuyện. Em từng hỏi anh yêu con người em hay anh yêu người mà anh sẽ gặp mang tên em. Anh trả lời yêu con người em. Em cũng từng hỏi không biết em là ai, tại sao dám tin em. Anh tin vào giác quan của mình. Em hỏi nếu vậy khi em đứng cạnh anh nhận ra em không? Anh sẽ nhận ra. Anh tin vào trái tim anh, cảm giác và giác quan thứ sáu của mình. Vậy mà bao lần anh cũng không nhận ra em, người mỗi ngày dõi theo anh. Em là cô gái ích kỷ và xấu tính phải không? Đã nói dối anh, thứ mà anh ghét nhất. Đêm nay sau nhiều lần suy nghĩ, em đã đề nghị dừng lại, chấm dứt cái hành động điên rồ đùa giỡn với anh quá đáng. Không thể gọi là chia tay vì chỉ là một mối tình online. Không thể gọi tên anh à, nhưng em đau lắm, đau hơn anh gấp trăm ngàn lần. Không thể gọi là chia tay. Ừ thì em biết trước mà, biết trước những gì em sẽ làm gây ra hậu quả gì. Em yêu đến ngu đi rồi. Em vẫn yêu anh, vẫn còn mong anh hạnh phúc, vẫn là con nhỏ lớp trưởng hay điểm danh anh khi anh cúp học, vẫn là con nhỏ có số điện thoại lạ hay nhắn tin kêu anh đi thi hay đi kiểm tra, vẫn là người anh đã từ chối. Em xin lỗi anh à, anh yêu em hay anh yêu những gì anh thấy. Thật sự yêu cô ấy, nhưng cô ấy là em, chỉ khác cái tên và cô ấy anh chưa gặp mặt mà thôi. Anh yêu ai? Chôn vùi sâu hơn nữa trái tim tôi, kỷ niệm yêu thương về một người đã xa, tất cả như lại đưa lối tôi đi. Thật nhiều suy tư tôi cười với những nỗi buồn, nhớ đôi mắt chan chứa một sớm kia bình minh. Nhìn lại quanh đây nơi bờ cát trắng sóng xô, chẳng còn đôi chân ỉ lại nơi cát lún sâu. Ngọn sóng cũng biết tiếc thương cho những bước chân em hôm nào, ngày nào mình còn bên nhau ngọt ngào vòng tay.
và sóng cũng nhất tiếng anh dịu dàng nói yêu em giữa biển trời. Giờ còn mình em bên biển vắng vẫn nhớ về anh. Đà Lạt lúc này mưa nhiều lắm, mưa như cuốn trôi mọi thứ, chỉ còn lại sau cơn mưa là những cảm xúc. Mỗi khi nghĩ đến em có biết là anh đau đến thế nào không? Em có biết là anh đã khóc không? Phải, với em, anh chỉ là một người bạn không hơn không kém, chỉ là người em có thể giải bày những bộn bề của công việc, trao đổi những vấn đề học tập. Từ khi chúng mình chung một nhóm, anh đã nhiều lần khẳng định lại bản thân rằng mình chỉ là bạn bè thôi, rằng anh sẽ như ngày nào đi về một phía mà vẫn nghêu ngao hát. Nhưng bây giờ anh đã không còn được như vậy. Anh đã không còn dửng dưng khi nhìn thấy em khóc, đã biết trách một người đã vô tình với em. Ngày cứ thế trôi đi như trang giấy đã viết lên những ký ức, có muốn viết lại cũng không sao được như lúc đầu. Đó là những ngày anh và em cùng đi dạo trên con đường thơm ngát hơi sương, gió cứ thổi rào rạt, tiếng đêm âm vang, rồi chuyện học tập, chuyện thường ngày, cả những dự định, ước mơ. Giá như anh có thể vẽ lại bức tranh lúc ấy, đó sẽ là bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời anh. Nhưng em ơi, ký ức thì vẫn mãi là ký ức, đó là thứ ta không thể nắm bắt được, không thể giấu được, chỉ là những khi anh nghĩ về em, nhớ lại mà rưng rưng thôi. Đã nhiều lần anh muốn chạy đến bên em và anh sẽ nói ra tất cả, rằng anh đã đau như thế nào, đã nhớ em như thế nào. Nhưng em đã có một khoảng nhớ mong khác còn lớn hơn anh nhiều. Em chưa một lần nói với anh về điều đó. Nói chính xác hơn, anh chưa là gì để em có thể nói ra những chuyện đó. Có chăng là anh nhận thấy trong đôi mắt buồn bã của em thôi. Thì thôi vậy, dù thế nào anh cũng không muốn em bận tâm về anh. Cứ mặc anh không sao đâu. Dù sao anh cũng là con trai mà, anh đã từng mạnh mẽ lắm đấy. Chỉ là anh không thể chiến thắng được cảm xúc của chính mình thôi. Có lẽ thời gian tới mình không còn chung một nhóm, em và nhỏ bạn cãi nhau, thế là những sự kiện vui của nhóm đã không còn đông đủ. Anh sẽ nhất là mỗi khi như vậy, anh sẽ nhớ lại chúng mình đã từng thân thiết vui vẻ đến thế nào. Ôi mất mát, giá như con người ta có thể sống vì nhau một chút. Nhưng anh không sao đâu, anh vẫn sống tốt như trước khi em đến. Anh không cho phép mình gục ngã. Dù sao thì con người ta dù có ngã đến chỗ nào đi nữa, việc đầu tiên như một bản năng là phải cố đứng dậy, và anh cũng sẽ làm điều đó. Chỉ là khi những ngày mưa lạnh như hôm nay, khi một mình bước trên con đường dài phía trước, hãy cho anh một lần nhìn sang những ký ức về em. Không lâu lắm đâu, chút thôi, một chút để anh có thể mỉm cười đã từng như thế.
tình đã ra đi phương nào để mình ai bên bờ vắng. Tháng ngày quanh yêu nghe tiếng sóng vỗ mênh mang từng chiều, một người mãi lang thang đi tìm vòng tay đã xa ngàn trùng, chỉ còn mưa gió đêm hôm đời anh, chỉ còn dòng câu trên vùng biên vắng. Lá thư vừa rồi từ Duy Nguyễn, địa chỉ email duy.rec.yersin@gmail.com đã kết thúc chương trình Sổ Tay Cảm Xúc ngày hôm nay. Rất cảm ơn bạn Hoàng Thân đã cùng Trương dẫn dắt ở chương trình ngày hôm nay qua các lá thư rất là dễ thương và đầy tâm sự của các bạn gửi về cho Sổ Tay Cảm Xúc. Em và rất mong sẽ tiếp tục được nhận những lá thư của các bạn. Xin chúc các bạn một tối cuối tuần thật ấm áp và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.